Những ngày gần đây, các hộ dân tại khu vực ven đê này liên tục bị tiếng ồn và bụi bẩn của các loại xe chở vật liệu xây dựng gây ra. Theo một số hộ dân, các loại xe này lưu thông cả ngày đêm với khối lượng và tần suất khá lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân. Bụi lắm. Kinh khủng, nói chung là đôi lúc nó bốc cát bốc mấy vào hai nhà ở hai bên dưới đường, nó kinh khủng lắm. Chứ cái này là chúng tôi là dân chỉ mong muốn làm sao ấy là những cái nhà chức trách là một với hai đó là ở bên môi trường cũng nghiên cứu và giúp đỡ chúng tôi, là cái quan trọng nhất là cái sạch sẽ và cái không khí này nó rất căng thẳng, bụi bặm. Cái xe hổ vồ báo chạy cát này quá nhanh và quá ẩu luôn. Chúng tôi chứng kiến là nhìn thấy là phải tránh thật xa và đi vấp vào lề đường luôn, chứ không dám đi ở lề đường đâu. Nhảy hẳn lên đi xe đạp, chúng tôi mà đi xe đạp là nhảy hẳn ráp vào đường đi luôn. Tại tuyến đê sông Hồng qua huyện Kim Động cũng thường xuyên diễn ra tình trạng tương tự. Mật độ xe chạy lớn, vương vãi bụi bẩn, nhưng ít được các nhà xe, doanh nghiệp vận tải dọn dẹp, khiến cho đường thường xuyên bị bụi bẩn, ảnh hưởng đến giao thông. Tại tuyến đê sông Luộc qua huyện Tiên Lữ cũng diễn ra tình trạng xe chở vật liệu làm vương vãi cát gây bụi bẩn.